15 phẩm nhị hạnh. Bấy giờ Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì phải thành toàn diện Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát có hai loại hạnh: một, thành tựu Bát Nhã; hai, giáo hóa hữu tình. Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát thành tựu Bát Nhã giáo hóa hữu tình? Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, đại Bồ Tát từ khi mới hành Bát Nhã cho đến cuối cùng đều lìa tâm dụng công, thuyết pháp không cùng tận, không gián đoạn, làm cho hữu tình thoát khỏi cảnh giới ác của ba cõi, để họ an trú cảnh giới lành hoặc giúp họ chứng được thánh quả tam thừa. Mạn Thù Thất Lợi, đây gọi là các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu giáo hóa hữu tình. Mạn Thù Thất Lợi, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thành tựu vô biên vô vi Bát Nhã, đây gọi là các đại Bồ Tát tự hành Bát Nhã. Vì sao? Vì hành như vậy có thể viên mãn tất cả công đức. Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tu hành pháp nào để tương ưng với trí nhất thiết? Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, nếu đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tu pháp chân thật của trí nhất thiết, thì xa lìa sự nghĩ bàn, vô tướng nhiệm màu, nghĩa lý thâm sâu không thể quán sát, rất khó thông đạt, thường trụ sự tịch tĩnh vắng lặng, mát mẻ biến khắp, không có phân biệt, không vướng mắc, không ngăn ngại, tùy thuận đúng lý, không chấp thủ, đạt được tịch tĩnh trong các pháp là vô thượng vô đẳng đẳng. Mạn Thù Thất Lợi, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các đại Bồ Tát tu pháp hành này thì tương ứng với trí nhất thiết. Mạn Thù Thất Lợi lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đối với cảnh giới nào? Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Thiện nam tử, các đại Bồ Tát quyết định hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu với cảnh giới thâm sâu, cảnh giới rộng lớn, cảnh giới công đức. Mạn Thù Thất Lợi, cảnh giới thâm sâu là bản thể vô vi, không vướng hai bên, cũng chẳng lìa nhau, tự tánh thanh tịnh giải thoát, các sự chướng ngại không thể nghĩ bàn, không thể tính kể, chẳng cùng với tất cả thanh văn và độc giác. Mạn Thù Thất Lợi, cảnh rộng lớn là tất cả công đức của chư Phật Như Lai, hai pháp đại bi, Bát Nhã làm tánh, lìa tướng phân biệt, không có tâm dụng công, làm lợi lạc cho hữu tình, không lúc nào tạm bỏ, các pháp nói ra đều vừa ý người nghe. Mạn Thù Thất Lợi, cảnh giới công đức là các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu tương ứng với tất cả công đức, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tùy theo căn cơ các hữu tình ưa muốn tánh hành và các hình tướng khác nhau thế nào thì năng lực oai thần của Phật đều thị hiện như vậy, nghĩa là thị hiện lên trời Đổ Sử Đa, hoặc thị hiện từ cõi trời hạ sanh xuống châu Thiệm Bộ, hoặc thị hiện ở trong thai, hoặc thị hiện lúc sơ sinh, hoặc thị hiện đồng tử, hoặc thị hiện cảnh đi dạng, hoặc thị hiện xuất gia, hoặc thị hiện tu khổ hạnh, hoặc thị hiện đến ngồi dưới cội Bồ Đề, hoặc thị hiện sự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc thị hiện truyền xe pháp, hoặc thị hiện nhập niết bàn. Thị hiện các tướng khác nhau như vậy đều vì sự giải thoát sanh tử của hữu tình. Mạn Thù Thất Lợi, đó gọi là các đại Bồ Tát đã tu hành cảnh giới của Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Mạn Thù Thất Lợi liền thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này của Bồ Tát là cảnh giới không thể nghĩ bàn của Đức Phật. Phật bảo Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là pháp bất cộng không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì tất cả phàm phu, thanh văn, độc giác không thể thông suốt, chẳng phải cảnh giới của họ, và Đức Phật Thế Tôn không ai có thể đạt được. Vì sao? Vì nghĩa chân như các pháp rất thậm thâm tự tại, chẳng dao động, thâu nhiếp cả cõi vô lậu, làm cho các loài hữu tình được trọn vẹn sự lợi lạc, cho nên gọi là cảnh giới của chư Phật, vượt qua đường ngôn ngữ, thâu nhiếp thắng nghĩa đế, xa lìa sự tìm tòi phân biệt nghĩ bàn, pháp thế gian chẳng thể nào so sánh ví dụ kịp, là thượng phẩm trong tất cả các pháp, không ở trong sanh tử, cũng chẳng trụ niết bàn. Mạn Thù Thất Lợi, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, các đại Bồ Tát có 5 việc không thể nghĩ bàn. 1.
là tự tánh, 2 là phương xứ, 3 là các trụ, 4 là nhất dị, 5 là lợi lạc. Mạn thù thất lợi, thế nào là tự tánh không thể nghĩ bàn? Tức là chân như của sắc cầu không thể được, lìa chân như của sắc cầu cũng không thể được, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Chân như của nhãn cầu không thể được, lìa chân như của nhãn cầu không thể được, nhĩ tĩ thể thân ý cũng như vậy. Chân như của sắc cầu không thể được, lìa chân như của sắc cầu không thể được, thanh hương vị xúc pháp cũng như vậy. Chân như của nhãn thức cầu không thể được, lìa chân như nhãn thức cầu không thể được, nhĩ tĩ thể thân ý thức cũng như vậy. Chân như địa giới cầu không thể được, lìa chân như địa giới cầu không thể được, thủy hỏa phong không thức giới cũng như vậy. Chân như của pháp hữu cầu không thể được, chân như của pháp vô cầu không thể được, nên nói tự tánh không thể nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, thế nào là phương xứ không thể nghĩ bàn? Chân như này nếu trụ cõi dục thì không thể nghĩ bàn, nếu lìa cõi dục cũng không thể nghĩ bàn. Đối với cõi sắc và cõi vô sắc cũng như vậy, hoặc trụ phương đông không thể nghĩ bàn, hoặc lìa phương đông không thể nghĩ bàn. Phương nam tây bắc bốn góc và phương trên phương dưới cũng như vậy, nên nói phương xứ không thể nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, thế nào là các trụ không thể nghĩ bàn? Hoặc trụ an lạc không thể nghĩ bàn, hoặc trụ vắng lặng không thể nghĩ bàn, hoặc trụ có tâm không thể nghĩ bàn, hoặc trụ vô tâm không thể nghĩ bàn, nên nói các trụ không thể nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, thế nào gọi là nhất dị không thể nghĩ bàn? Ba đời Như Lai đồng ở một chỗ, tự tánh thanh tịnh, thâu nhiếp cõi vô lậu, hoặc là một hoặc sai khác đều không thể nghĩ bàn, nên nói nhất dị không thể nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, thế nào là lợi lạc không thể nghĩ bàn? Thần lực trí tuệ đồng một pháp giới, bát nhã và phương tiện hai tướng bình đẳng, có thể làm cho hữu tình được vô lượng lợi lạc, không thể nói được vượt qua cảnh giới ngôn ngữ, nhưng thuận theo căn tánh khác nhau của chúng sanh, tạo ra nhiều cách nói và nhiều kiểu thị hiện, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tùy theo tâm hữu tình mà thị hiện. Mạn thù thất lợi, thưa Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp? Phật bảo Bồ Tát Mạn thù thất lợi, thiện nam tử, tướng tốt của Như Lai vô lượng vô biên, nếu ta nói rộng ra không thể hết được, nhưng theo sở thích của thế gian chỉ nói gồm 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mạn thù thất lợi, thế nào gọi là 32 tướng? Một, dưới bàn chân Như Lai đầy đặn vững chãi, khéo đẹp giống như đáy hộp, đất dù cao hay thấp, nhưng khi chân ngài đạp lên thảy đều bằng phẳng và đều tiếp xúc chân ngài. 2. Dưới bàn chân Như Lai có vằn nghìn căm xe và hình vành trục xe tròn trịa. 3. Tay chân Như Lai đều mềm mại như bông vải hơn tất cả. 4. Ngón tay chân Như Lai đều thon dài tròn đẹp hơn người, biểu lộ sự trường thọ. 5. Giữa kẽ mỗi ngón tay chân của Như Lai có mảng lưới da dính nhau, có đường vân như bức thêu màu vàng ròng giống chim nhạn chúa. 6. Gót chân Như Lai rộng dài tròn đầy, tương xứng với mu chân, khác hơn các hữu tình. 7. Mu chân Như Lai nổi cao đầy đặn, xinh đẹp mềm mại, tương xứng với gót chân. 8. Hai bắp chân Như Lai thon tròn như bắp đùi nai chúa. 9. Hai cánh tay Như Lai dài, thẳng tròn đầy như vòi voi chúa. Nếu đứng thẳng thì tay dò tới đầu gối. 10. Âm tàng của Như Lai ẩn kín như ngựa rồng voi chúa. 11. Mỗi lỗ chân lông có một sợi lông mềm nhuận, xanh biếc và xoay vòng bên phải. 12. Lông tóc Như Lai mướt đều uốn lên và xoay về bên phải, mềm nhuận, xanh biếc, thân thể vàng rực, trang nghiêm rất khả ái. 13. Da thân Như Lai mỏng láng mịn trơn, đất bụi nước đều không bám vào được. 14. Da thân Như Lai đều màu vàng ròng, chói sáng như đài diệu kim, trang nghiêm bằng các thứ báu, mọi người đều ưa nhìn. 15. Bảy chỗ, hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân, hai vai và đỉnh đầu của Như Lai đều đầy đặn sáng láng mềm mại, rất dễ ưa thích. 16. Cổ vai Như Lai tròn đầy đẹp lạ. 17. Vai nách Như Lai đều đầy đặn chắc nịch.
18. Dung nghi Như Lai ngay ngắn, hùng dũng. 19. Thân tướng Như Lai cao rộng, đoan nghiêm. 20. Thể tướng Như Lai ngang rộng, tương xứng, tròn đầy như cây nặc Cù Đà. 21. Cằm ngực và thân trên của Như Lai bằng phẳng, oai dung rộng lớn như sư tử chúa. 22. Ánh sáng từ thân Như Lai phát ra xung quanh một tầm. 23. Như Lai đủ 40 chiếc răng đều nhau khít trắng hơn ngọc kha tuyết. 24. Bốn răng cửa của Như Lai trắng trong bén sắc. 25. Như Lai thường được thượng vị trong các mùi vị, vì mạch yết hầu thẳng nên có thể dẫn thượng vị vào nghìn gân mạch chi tiết trong thân. 26. Tướng lưỡi Như Lai rộng dài, mỏng sạch, phủ tới mặt cho đến mé tai. 27. Giọng nói Như Lai có âm vang to lớn, thanh nhã, dù chúng nhiều hay ít đều được nghe, phát âm vang rền giống như tiếng trống trời, lời nói dịu dàng, trong trẻo như chim tần ca. 28. Lông mi Như Lai như châu chúa, xanh biếc, ngang đều, chẳng rối. 29. Mắt Như Lai xanh biếc, trong sáng, phân minh. 30. Khuôn mặt Như Lai tròn đầy như trăng, tướng lông mày sáng xanh, cong như cung thiên đế. 31. Giữa mày Như Lai có tướng lông trắng, xoáy quanh theo chiều bên phải, mềm mại như bông vải trắng, đẹp như ngọc kha tuyết. 32. Trên đỉnh đầu Như Lai có cục thịt tròn nổi cao như búi tóc. Đây gọi là 32 tướng của Như Lai. Mạn Thù Thất Lợi, thế nào là 80 vẻ đẹp? 1. Móng tay Như Lai hẹp dài mỏng và láng bóng như hoa đồng đỏ. 2. Ngón tay chân Như Lai tròn thon dài ngay thẳng mềm mại, đốt xương không lộ. 3. Ngón tay chân Như Lai đều ngang bằng không so le, ở các kẽ ngón đều đầy đặn. 4. Tay chân Như Lai tròn đầy như ý, mềm sạch sáng láng như hoa sen. 5. Gân mạch Như Lai kết lại, bền chắc nhưng ẩn kín không lộ ra. 6. Mắt cá Như Lai ẩn kín. 7. Như Lai bước đi vững chãi, dáng vẻ ung dung như voi chúa. 8. Như Lai bước đi nghi ung, nghiêm trang như sư tử chúa. 9. Như Lai bước đi bình an, chừng mực, không dài không ngắn, giống như châu chúa. 10. Như Lai bước đi oai nghi, tiến rừng như con thiên nga chúa. 11. Khi ngó lại, Như Lai đều quay về bên hữu, chuyển cả toàn thân như voi chúa, như rồng. 12. Lóng đốt Như Lai lần lượt tròn đều, một sự sắp xếp khéo léo tuyệt hảo. 13. Đốt xương Như Lai kết khít không hở như rồng cuộn. 14. Đầu gối Như Lai rắn chắc, tròn đẹp. 15. Chỗ kín của Như Lai có văn rất đẹp, đầy đủ uy thế, hoàn toàn sạch sẽ. 16. Thân Như Lai nhuận trơn, mềm mại, bóng bẩy, sạch đẹp, bụi đất chẳng dính. 17. Nghi dung Như Lai, oai nghiêm, không sợ sệt cũng chẳng khiếp nhược. 18. Các phần của Như Lai đều rắn chắc, dài dặn, ăn khớp với nhau. 19. Thân thể Như Lai an định, viên mãn, chẳng khuynh động, trọn vẹn, không hư hoại. 20. Thân tướng Như Lai như tiên vương, đoan nghiêm, sáng rực, chẳng mờ. 21. Thân Như Lai có hào quang xung quanh, khi đi vân vân, thân Như Lai luôn tỏa sáng. 22. Bụng Như Lai vuông thẳng, không khuyết, mềm mại, chẳng lộ, các tướng trang nghiêm. 23. Rốn Như Lai sâu tròn, xoay quanh bên phải, thanh tịnh, sáng rỡ. 24. Rốn Như Lai sâu, chẳng lồi, chẳng lõm, chung quanh đẹp đẽ. 25. Da của Như Lai hoàn toàn không có bệnh ghẻ lở, cũng không có nét xấu như nốt ruồi, tàn nhang, biếu, vân vân. 26. Lòng bàn tay Như Lai đầy đặn mềm mại, dưới lòng bàn chân bằng thẳng. 27. Vân tay Như Lai sâu dài, rõ thẳng, nhuận trơn, không đứt đoạn. 28. Môi Như Lai đỏ như quả tần bà, hai vành môi cân xứng. 29. Khuôn mặt Như Lai chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng lớn, chẳng nhỏ, đầy đặn, trang nghiêm. 30. Lưỡi Như Lai mềm mỏng, rộng dài, màu như đồng đỏ. 31. Âm thanh Như Lai vang trầm như voi chúa giống, oai trấn tất cả. 32. Âm vận Như Lai mỹ diệu đầy đủ, như tiếng vang trong hang sâu. 33. Mũi Như Lai cao dài ngay thẳng, lỗ mũi không lộ. 34. Răng Như Lai vuông ngay thẳng, trắng đẹp.
Ba năm, các răng Như Lai tròn trắng, sáng sạch, bén sắc. Ba sáu, mắt Như Lai trong xanh và trắng phân minh. Ba bảy, mắt Như Lai rộng dài như lá hoa sen xanh, rất đẹp khả ái. Ba tám, lông mi Như Lai trên dưới, ngang thẳng, dày dặn, không trắng. Ba chín, đôi mày Như Lai dài rậm, nhỏ, mềm mại, không trắng. Bốn mươi, đôi mày Như Lai mịn màng, thứ tự, xanh biếc như lưu ly. Bốn mốt, đôi mày Như Lai cao sáng, như hình trăng non. 42. Tai Như Lai dày rộng lớn dài, hai trái tai tròn rủ xuống. 43. Hai tai Như Lai ngang bằng đẹp lạ, tránh xa lỗi lầm. 44. Dùng nghi Như Lai có thể khiến mọi người thấy đều ái kính, không có sự tổn hại, không có sự ô nhiễm. 45. Trán Như Lai rộng tròn đầy bằng phẳng, hình tướng đẹp lạ. 46. Thân trên của thân Như Lai viên mãn như sư tử chúa, vai nghiêm đầy đủ. 47. Tóc đầu Như Lai dài, dày dặn, xanh biếc, không trắng. 48. Tóc Như Lai thơm sạch, nhỏ mềm, trơn xoắn tròn. 49. Tóc Như Lai dài đều không rối cũng chẳng kết đùm. 50. Tóc Như Lai bền chắc, chẳng đứt, hoàn toàn không rụng. 51. Tóc Như Lai trơn láng, sáng rực, đẹp lạ, chẳng dính bụi bẩn. 52. Thân Như Lai vững vàng rắn chắc như thân Na La Diên. 53. Thân thể Như Lai cao lớn ngay thẳng. 54. Các lỗ trên thân Như Lai thanh tịnh tròn đẹp. 55. Thân Như Lai có năng lực thủ thắng không ai sánh bằng. 56. Thân tướng Như Lai ngắm hoài không chán. 57. Khuôn mặt Như Lai tròn đầy dài rộng đúng cỡ, sáng trong rực rỡ như trăng rằm mùa thu. 58. Nhan sắc Như Lai thư thái sáng rỡ, tươi nhuận luôn mỉm cười trước khi nói, chỉ có thuận không có trái. 59. Diện mạo Như Lai rực sáng vui tươi, không bao giờ nhăn nhó cáu gắt vân vân. 60. Thân Như Lai trong sạch, không bẩn, không hôi dơ. 61. Các lỗ chân lông của Như Lai thường tỏa ra mùi thơm vi diệu. 62. Miệng Như Lai luôn tỏa ra mùi hương thơm ngát tối thượng. 63. Tướng đầu Như Lai tròn đẹp như quả mạt đạt na, cũng giống như cái lọng trời. 64. Lông thân Như Lai xanh biếc sáng sạch, như lông cổ chim công, như trang sức lụa màu đồng đỏ. 65. Âm thanh thuyết pháp của Như Lai tùy theo chúng sanh lớn nhỏ, nhưng chẳng tăng chẳng giảm, đúng lý không chấp trước. 66. Tướng đỉnh đầu Như Lai không ai thấy được. 67. Ngón tay ngón chân của Như Lai thon phân minh trang nghiêm đẹp đẽ như màu đồng đỏ. 68. Khi đi, chân Như Lai cách đất 4 tấc nhưng có hiện ấn văn trên đất. 69. Thân Như Lai rắn chắc, chẳng dựa vào người khác, thân không khinh động, cũng không uốn éo. 70. Oai đức Như Lai vang xa, chấn động tất cả, kẻ ác tâm nghe thì vui mừng, người sợ hãi thấy được yên. 71. Âm thanh của Như Lai, tùy theo ý chúng sanh, mà ban lời hòa nhã vui vẻ, chẳng cao chẳng thấp. 72. Như Lai thường tùy theo ngôn ngữ và ý muốn của chúng sanh mà thuyết pháp. 73. Như Lai thuyết pháp cùng một âm thanh nhưng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh đều hiểu được cả. 74. Như Lai thuyết pháp theo thứ tự, tất cả đều có nhân duyên, không lời nào không hoàn hảo. 75. Như Lai có chúng sanh bình đẳng như nhau, gặp thiện thì khen, gặp ác thì chê, nhưng không có sự ưa ghét. 76. Phàm làm việc gì Như Lai đều xem xét trước rồi làm sau, đúng theo quy tắc để người phân biệt một cách thanh tịnh hoàn toàn. 77. Tướng hảo của Như Lai, tất cả hữu tình ngắm không cùng tận. 78. Xương đỉnh đầu Như Lai cứng chắc tròn đầy. 79. Dung nhan Như Lai trẻ mãi không già, lớp mới luôn thay lớp cũ. 80. Tay chân và trước ngực Như Lai đều là tướng đức cát tường xoay tròn, chữ vạn, đường vân như bức lụa thêu màu ngọc châu đỏ. Đây gọi là 80 vẻ đẹp của Như Lai.